fly to Umba. Hải Dương xin kính chào toàn thể quý khách hàng thân yêu nhé. Trong buổi ngày hôm nay thì em lại lên báo giá này, phát sóng trực tiếp tất cả những mẫu xe đang được chào bán BMW Lê Hương ô tô Hải Dương ạ. Những bác nào mà đang quan tâm về dòng xe như Hyundai Accent, Vios số tự động, i10 bản đủ bản thiếu số tự động số sàn, hoặc Kia Rio, hoặc những dòng xe bán tải này, thì nhấc máy lên và gọi cho em Lê Hương có hotline 0354602790. Hôm nay em Hương về thêm rất là nhiều xe ạ. Chào anh Thái Nguyễn này, chào anh Cơ Khí Hương Linh này. Accent số tự động bản siêu lướt, em lại về thêm một chiếc siêu phẩm màu đỏ đẹp cực luôn ạ. Vios số tự động đời 2019 em cũng về thêm. Số tự động bản G điều hòa auto form dáng mới nhé. Hôm nay thì em vào hơi muộn rồi, nên là em xin phép được quay sang cam sau luôn để đi báo giá buổi báo giá ngày hôm nay. Nên là những khách hàng nào mà đang xem được buổi báo giá này của em Lê Hương thì cho em xin một lượt like và một lượt chia sẻ trên trang cá nhân và hội nhóm ạ. Em chào anh Nguyễn Đức Anh này. Em có VinFast không? Em có VinFast ạ. Em có một chiếc xe VinFast Fadin đời 2019 này, 330 triệu. Nhưng mà nếu như mà anh Thành Roi đẹp da như này mà chốt thì em chỉ để anh 320 triệu thôi. Các bác chia sẻ cho em Lê Hương hay nào, anh Nguyễn Đức Anh ơi. Còn em xin phép được quay sang cam sau luôn nhá, tại vì hôm nay em vào hơi muộn. Chào bác Phương Thảo này, chia sẻ cho em lên trang cá nhân và hội nhóm giúp em Lê Hương nào. Accent số tự động đời 2018, màu đỏ đẹp, zin đẹp toàn xe. Và Vios số tự động về thêm, Innova cũng về thêm rất là nhiều. Chào bác Xuân Cường và cảm ơn anh Hello Kitty. Chào bác Lê Trung Hiếu này. Chào bác Thơm Lê và bác Giờ Gia Hân nhá. Chia sẻ cho em Lê Hương lên trang cá nhân và hội nhóm này. Hôm nay thì em ra bên ngoài đầu tiên này. Chào bác Hà Tùng này. Accent đời 2018 số tự động đẹp, màu đỏ. Về thêm Vios số tự động cũng có này, bán tải về thêm. Innova này đang chạy theo một cái xu hướng là về rất là nhiều. Chia sẻ cho em Hương lên trang cá nhân và hội nhóm giúp em ạ. Rất là nhiều xe, em chào bác Phú Đình Quang nhé. Ở đây thì em có một siêu phẩm Hyundai i10 được sản xuất vào năm 2014. Em này thì là bản nhập ấn, số tự động đẹp, trang bị động cơ 1.0 siêu tiết kiệm nhiên liệu cho em. Đăng ký đăng kiểm còn đến tháng 3/2023. Giá chào bán chỉ có 295 triệu. Phím mở một trạm thông minh trên cánh cửa này, màn hình giải trí, đề lỗ thông minh. Xi nhan cũng được tích hợp ở trên gương rồi. Tổ hợp phím bấm chân vô lăng. Một em i10 số tự động xe gia đình đây ạ. Bốn mắt cảm biến va chạm phía sau, 295 triệu. Trên buổi báo giá ngày hôm nay, nếu như khách hàng nào quan tâm, cắt luôn 10 triệu đồng nhé. Giá nói này là để giá khuyến mại thiện chí cho khách hàng nào thật sự yêu thích i10. 295 triệu, còn 285 triệu trên livestream ngày hôm nay. i10 số tự động đời 2014 ạ. Chào bác Phạm Khánh Ngân này, chào anh Đỗ LT này, chào bác Giang Vũ này. Bên đây thì hôm nay em về được một siêu phẩm Accent. Siêu phẩm Accent đời 2018, số tự động, trang bị động cơ 1.4. Lên hết rồi, form dáng mới nhá. Accent form dáng mới này, em chào anh Đỗ LT nhá. Anh ơi Accent này. Nói chung nếu như mà để sở hữu cho Accent này thì tuyệt vời luôn. Accent được sản xuất năm 2018, form dáng mới. Đèn halogen kết hợp với đèn bi salon rồi. Đèn bi này, đèn gầm đầy đủ cho em, xin nhan tích hợp ở trên gương. Nếu như mà em nói là đây là xe ô tô cũ đã qua một đời chủ thì các bác biết là ô tô cũ thôi, chứ còn nếu mà như mà nhìn ở bên ngoài thì không khác gì lăn từ trong hãng ra. Zin đẹp toàn xe, tổ hợp phím bấm nghe gọi, khẩu lệnh chân vô lăng. Giá chào bán 475 triệu lên màn hình rồi. Đề lỗ thông minh đầy đủ cho em nhé. Ghế da 3 màu kết hợp sang trọng cho em. Hyundai Accent đời 2018 đây ạ, siêu cấp ạ, đây là một em siêu cấp luôn, quá là đẹp luôn. Chào anh Tạ Duy, chào bác Phương Thúy nào, chia sẻ mạnh mẽ cho em Lê Hương lên nào các bác ơi. i10 số
Accent số tự động đẹp form dáng mới đời 2018 475 triệu. Lên hết Na Răng thể thao. Xe đẹp toàn xe nhá. Cam kết là bao test hãng 36 tư thế cho hãng cho em. Thích test hãng nào tư thế nào em ha. Em test luôn. Siêu VIP đúng rồi anh ơi, chuẩn siêu VIP đây ạ. Bốn mắt cảm biến va chạm phía sau, cam lùi, cam hành trình đầy đủ. Em này động cơ 1.4, tiết kiệm nhiên liệu cho em. Bản này là bản siêu tiết kiệm đây ạ. Các bác nhìn này, mức tiêu hao nhiên liệu chỉ hết 6 lít trên 100km trong đô thị thôi. Còn đi ngoài đô thị và đường kết hợp thì chỉ từ 4 đến 5 lít thôi. Siêu cấp cho em đây ạ. Accent đời 2018 số tự động đẹp. Zin toàn xe các bác nhé. Zin toàn xe, một chủ từ mới, xi nhan trên gương. Lút mở một trạm thông minh trên cánh cửa, cân bằng và có cả hỗ trợ trơn trượt cho em. Hỗ trợ trơn trượt nhé. Đồng hồ hiển thị sắc nét, ghế da đẹp căng, nói chung em này là zin rồi. Các bác chia sẻ lút ha ha cho em mấy đi. Bác Hà Tùng thả tim thả like cho em nhé. Đừng quên nha bác Hà Tùng nhá. Đừng quên lên sóng cho em nhá. Xi nhan tích hợp chân gương rồi. Còn nếu như bác nào thích đi xe mẹc thì em có một em mẹc đỏ mới về biển thủ đô Hà Nội này. Siêu mẹc đây, mới về nên em chưa cập nhật được giá rồi. Bên cạnh những dòng xe siêu sang, siêu lướt thì em cũng có những dòng xe mà siêu chân dài. Ví dụ như em Captiva một chủ từ mới này. Bác nào mà đang có nhu cầu mua về cho thợ này, hoặc là đi thăm lom công trình, công trường, thì Captiva một chủ từ mới số tự động của em đây, giá chào bán 225 triệu, được sản xuất vào năm 2007 ạ. Động cơ trang bị là 2.0, số tự động đẹp cho một siêu phẩm Captiva một chủ từ mới. Tổ hợp phím bấm nghe gọi trên vô lăng. Cao dàn mát máy đây ạ. Điều hòa thì mát lạnh, số máy thì ngon. Form dáng thì rộng rãi. Nhìn rất là trường xe luôn, nhìn khoe rất là khỏe luôn. Nhìn phát là biết các bác công trình công trường rồi. Em chào bác Toán Phạm, chào bác Bùi Quang Hà. Anh Bùi Quang Hà ơi, về thêm rất là nhiều xe. Bên đây thì em cũng có một siêu phẩm Innova đây ạ. Nếu như mà dịch dã mà ổn định rồi thì những dòng xe 7 chỗ là đang lên ngôi. Từ Innova cho đến Xpander đều lên ngôi nhá. Em chào anh Bùi Hà, Bùi Quang Hà, chào bác Bùi Tấn này. Một em Innova với mức sơn màu vàng cát đẹp biển 36 bản Z. Đây là một chiếc xe Innova được sản xuất vào năm 2013. Em Hương đang bán là 270 triệu. 270 triệu cho một siêu phẩm Innova đây các bác này. Form dáng nhìn rất là đẹp luôn. Form dáng nhìn rất là đẹp luôn. Máy số thì cực ngon, không đâm xô, không ngập nước, hồ sơ chủ mã đầy đủ. Máy số thì ngon như thế này. Nếu như bây giờ mà khách hàng mà đang có dịch vụ chạy 7 chỗ thì Innova giờ đang lên ngôi các bác nhé. Innova đây ạ, màn hình giải trí 3 vùng điều hòa cho em. 270 triệu cho chiếc xe Innova đẹp này. Anh Bùi Tấn ơi, lại về luôn tục Innova rồi. Lên La Răng thể thao, một dàn lốp còn mới đẹp. Anh đây em ơi, em chào anh Hà Nguyễn, chào anh Văn Khương này. Chào bác hộp thư ngày mới này. Bên cạnh những chiếc xe Innova 7 chỗ ngồi thì em cũng có rất là nhiều dòng xe gia đình, hoặc là những phân khúc xe thể thao dành cho những bác nào yêu thích sự khỏe khoắn này, năng động. Một siêu phẩm Kia Rio được sản xuất năm 2015, biển thủ đô Hà Nội với nước sơn màu xanh đẹp, màu xanh đá đá các bác nhé. Kia Rio đời 2015 số tự động em Hương đang bán là 390 triệu. Tổ hợp phím bấm nghe gọi trên vô lăng, có ga tay tự động rồi. Màn hình giải trí, ghế da cao cấp, máy số ngon, không đâm xô và không ngập nước. Kia Rio đời 2015 nhập khẩu nguyên chiếc em Hương đang bán là 390 triệu. Số tự động đẹp. Trong buổi báo giá ngày hôm nay, em rất quan tâm những khách hàng nào mà xem trên live và chốt trên live thì bao giờ giá cũng rất là yêu luôn. 390 còn 380. Alo cho em ngay đi ạ. 0354602790. Chào Thu Hà nhé, Hòa Bình chào em Hương xinh đẹp. 34 là chào bác Hòa Bình nhé. Quan tâm mẫu xe nào thì để lại số điện thoại cho em nhé. Bình luận ở dưới đây cho em đi ạ. Nhờ về thêm rất là nhiều xe. Một em Vios phiên bản G xịn đây. Nếu như bản E thì điều hòa thì vẫn là điều hòa thường thôi, thì lên bản G thì em nó đã là điều hòa tự động rồi. Một em Vios bản G xịn đời 2019. Em Hương mới về trong ngày hôm qua, chiều ngày hôm qua. Giá chào bán là 495 triệu đời 2019 này. Form dáng của Vios này, các bác nhìn nhá, Vios là một cái dòng xe rất là lười thay đổi này, bền bỉ này. Và mẫu mã rất là ít thay đổi, nhưng nếu đến với đời em Vios bản G đời 2019 này
thì lên form dáng mới rồi. Hệ điều hành điều hòa cũng là auto tự động cho em. Có hỗ trợ chống trơn trượt, phía sau thì có có cảm biến va chạm, phanh ngay ABS đầy đủ cho em. Hai mắt cảm biến va chạm này, em Vios này thì còn lắp hết cả lipo thể thao rồi. Zin đẹp toàn xe, bao test hãng toàn quốc cho em. Chống trơn trượt này, tắt bật cảm biến, máy số ngon, số tự động đẹp đây ạ. Vios đây các bác nhìn này. Một dòng xe bền bỉ, tiết kiệm, giữ giá, ăn sâu vào tiềm thức khách hàng Việt Nam nhà mình rồi. Mà em này thì form dáng cực kỳ mới luôn. Phanh ABS, một dàn lốp mới, zin đẹp toàn xe, bao test hãng toàn quốc cho em. Vios bản G xịn đời 2019, em Hương đang bán với giá là 495 triệu. Động cơ 1.5, số tự động đẹp, các bác nhìn form dáng này. Lên hết đèn bi sơ lông, giải đèn nét và có cả đèn gầm ốp mạ chrome cao cấp rồi. Biển 15 Hải Phòng đây ạ, một trong những cái thành phố mà phong cách làm việc rất là dứt khoát nhé. Xi nhan thì được tích hợp ở trên gương. Một dàn lốp đẹp đây, quay kỹ khách hàng nhà mình có bác nào mà yêu thích dòng xe Vios đây ạ. Đề lỗ thông minh, màn hình giải trí, điều hòa để auto tự động cho em. Vios đời 2019 495 triệu, những bác nào làm cai, làm sếp hoặc là đi nhận công trình, hợp đồng thì đi dòng này rất là ok nhá. Kinh tế mà có tầm 500 triệu quay đầu thì Vios đây. Vios bản G xịn đời 2019 ạ. Em chào bác Nguyễn Thành Nương, con chào ông Lê Hòa nhá. Đừng quên những lượt like và những lượt chia sẻ cho em Lê Hương lên trang cá nhân và hội nhóm giúp em nào. i10 đời 2014 bản nhập ấn 295 triệu, số tự động đẹp. Bên đây cũng còn có một chiếc xe i10 bản đủ 1.2 biển 74. Bản này sẽ có 4 mắt cảm biến va chạm cho em này, có cam lùi rồi, một trong những dòng xe tiết kiệm và bền bỉ đây. Nút mở một chạm thông minh trên cánh cửa này. Một em i10 đời 2017, số tự động đẹp, em đang bán là 365 triệu. Tổ hợp phím bấm nghe gọi trên vô lăng, màn hình giải trí, túi khí an toàn, ghế da cao cấp đẹp cho em đây ạ. Rất là nhiều i10. i10 này thì lên bộ la răng hoa mai, lên bộ la răng phay dạng mới này. Phanh ABS chống bó cứng hai bánh trước. Chào bà chủ xinh gái, em cảm ơn bác Nguyễn Thành Lương nhé. Đừng quên những lượt chia sẻ cho em Hương ạ. i10 2017, một bản này là bản đủ 1.2 số tự động, em đang bán là 365 triệu. Đến xem xe, chạy thử, cảm nhận xe em vẫn còn linh động thêm về giá nào. Bên đây thì em còn có một em Vios, em Innova này tối qua nhận cọc rồi. Innova này thì tối qua nhận cọc rồi đây. Bên đây thì em còn một em Chevrolet Cruze với nước sơn màu đen đẹp. Chevrolet Cruze biển 34 bánh đậu xanh, nước sơn thì màu đen này. Em này thì mới về các bác ạ, tầm hơn 200 một chút thôi. Hơn 200 triệu là cho có Chevrolet Cruze đi rồi. Cảm ơn bác Giang Hân, nhiều xe đẹp và hợp lý này. Chào bác Phi Nguyễn này. Đừng quên những lượt chia sẻ cho em Lê Hương lên nào. Bên đây thì em có một siêu phẩm Kia Morning. Kia Morning bản nhập khẩu, bản này là bản cửa lóc số tự động biển 15 Hải Phòng. Em Hương đang bán với giá là 285 triệu bản nhập khẩu nhá. Đời 2011, cửa lóc, màn hình giải trí đầy đủ này. Gương kính này cụp chỉnh auto xi nhan trên gương, la răng hoa mai dạng mới này. Còn bên đây thì em còn có cho mình Kia Rio màu trắng, em có nhanh Giang Vũ nhé, đợi em một chút này. Bên đây thì em có một siêu phẩm Mazda. Một siêu phẩm Mazda được sản xuất năm 2012, Mazda 2 biển Bà Hà Nội này. Mazda 2 em đang bán là 298 triệu đời 2012, số tự động, động cơ trang bị 1.5 nhé. Lước sơn là màu xanh đá, xi nhan kết hợp ở trên hông. Màn hình giải trí, đề lỗ thông minh đầy đủ cho em. Mazda 2 298 triệu, phanh ABS đầy đủ, hai bộ cánh bánh trước này. Một dàn lốp mới đẹp này. Kia Rio màu trắng thì em có một chiếc xe Kia Rio nhập Hàn nhé. Nhập Hàn nguyên chiếc đời 2015, giá chào bán chỉ có 325 triệu thôi. Một chút nữa thì em sẽ quay ạ. Chào bác Duy Bội này. Là khách hàng thân yêu của em ơi, chào anh Cường Ngóm này. Đừng quên những lượt like và những lượt chia sẻ cho em ạ. i30 phiên bản Crown cao cấp full kịch, có cửa lock đầy đủ cho em. Đời 2009, nút mở một chạm thông minh trên cánh cửa, xi nhan trên gương.
Lên màn hình Ztech xịn, tổ hợp phím bấm nghe gọi trên vô lăng. Máy số ngon, động cơ máy móc thì nói không với đâm xô và hỏng hóc này. Đè phanh ABS cho em rồi, 308 triệu cho em siêu phẩm Y30 bản nhập Hàn, sấy sưởi kính và sấy sưởi ghế đầy đủ này. Em xin phép được đi vào bên trong, không phải lắng quá, em xin. Đấy các bác thấy em này, nói một tí là thổi bật máy rồi, phải uống nước rồi. Có Vendra, Vendra bác Phi Nguyễn em không có nhá. Bên đây thì em còn có một siêu phẩm nữa đây. Một em siêu nhân sờ Bắc Van với nước sơn màu trắng đẹp. Siêu nhân Bắc Van này là số tự động đẹp ạ. Em đang bán là 152 triệu. Được sản xuất năm 2011 và đăng ký lăn bánh là 2015. Em sờ Bắc siêu nhân số tự động này là số tự động đẹp bản nhập khẩu nhá. Ghế da cao cấp, màn hình giải trí. Có thêm một cái màn hình phụ bên kia, đấy là cái màn hình của cam 360. Ở cái gương bên phải, cái gương bên mà mình quan sát khó thì sẽ có một cái cam 360 nhá. Ôi giời ơi, các bác nhìn này, một bác chủ shop quần áo rồi đúng không ạ? Một em siêu phẩm siêu nhân sinh ra là để chở hàng. Thì nếu như các bác mà là chủ shop quần áo thì đây nhá, em có luôn này, đựng quần áo này, Sienna. Em không có những dòng xe như anh Phi Nguyễn này. Em chỉ có một là Nissan Terna này, hai là Nissan Navara thôi anh ạ. Y10 thì có một em biển Hà Nội. Em này là em út rồi, đời 2008. Em đang bán là 125 triệu này. Còn bên đây thì có một em siêu phẩm Avel. Avel nước sơn màu trắng đẹp, form dáng đẹp luôn, đời 2017 nhá. Trong dòng xe cỏ mà những đời 2014, 15, 16, 17 là nó gọi là cao rồi. Đời 2017 gốc là gốc Sài Gòn. Đấy, gốc Sài Gòn, thành phố thì nó tương đương với gốc Hà Nội đấy. Rất là có giá luôn. Avel 245 triệu đời 2017 ạ. Động cơ trang bị là 1.4. Em chân dài nay thích không sợ lắng rồi. Nay em có khách xem xe từ sáng anh ạ. Đầu trần chân đất chạy ra khách còn thương. Bọn em nơi vào đội lón vào cho anh nhìn em tớt toát chạy khổ quá. Chào bác Vương Vũ, chào bác Tư Phạm, chào bác Nguyễn Thị Yến nào. Lên cho em 100 khách hàng ngày hôm nay đi ạ. Rồi bảo là anh muốn mua xe này thì cái giá em sẽ cho anh sập sàn luôn. Chia sẻ cho em lên đi các bác ơi. Bác Yến này, bác Nguyễn Văn Quyết ơi, cho em xin một lượt chia sẻ nào. Bên đây thì em có một em Santa Fe bản Gold, máy dầu, đời 2002, đăng ký lăn bánh là 2007 này, bản nhập khẩu số tự động 2.0. Nếu như mà đi Santa Fe máy dầu của em nhé, nó còn hơn rất là nhiều những cái dòng xe khác. Những cái dòng xe mà phìn phín thì xua xa những em Santa Fe máy dầu của em đây ạ. Đấy, xe thì cực ngon, máy dầu siêu tiết kiệm nhiên liệu cho em. Chào bác Phạm Thuân, chào bác Dương Dương Lập nhé các anh ơi, chia sẻ cho em lên nào. 75 khách hàng thân yêu của em Lê Hương nào. Mỗi khách hàng cho em xin một lượt chia sẻ. Quan tâm mẫu xe nào để lại bình luận cho em. Nhiều lúc em like thì em mải lói em không nhìn thấy bình luận. Nhưng mà đến lúc thì em xuống like thì em lại nhìn thấy bình luận nhá. Nên các bác cứ bình luận đây cho em nào. Lacetti EX form máy to mà giá chỉ có 150 triệu đời 2009 này. Có 150 triệu thôi. Bên đây thì em còn có một siêu phẩm 5 chỗ ngồi gầm cao đến từ thương hiệu Honda. Biển 34 bánh đậu xanh, đời 2009, em CRV 5 chỗ ngồi gầm cao, giá chào bán 408 triệu. Trong buổi báo giá ngày hôm nay thì em Lê Hương sẽ để cho khách hàng thân yêu của em với cái giá là 400 triệu tròn. Hồ sơ em Hương sẽ làm cho mình rút cầm tay, không phải vất vả lắng mưa, không phải đi hết chỗ loại chỗ kia làm hồ sơ nữa, mà em sẽ là người làm hồ sơ cho khách hàng nhà mình. CRV 408 còn 400 triệu bao rút hồ sơ, nói trực tiếp trên livestream của em Hương ạ. Tổ hợp phím bấm nghe gọi trên vô lăng, hỗ trợ trơn trượt đầy đủ cho em, cho một siêu phẩm đến từ nhà Honda. Em chào anh Hạ và chào bác Thương Vũ này, chào bác Hà Thoa, chào bác Hoan Kio nhé. Chia sẻ cho em Hương lên nào khách hàng nhà mình ơi. Chào bác Tiến Nguyễn này. Bên đây thì em còn có một siêu phẩm Innova tư nhân gia đình, không taxi, không dịch vụ, với nước sơn màu đen đẹp. Nội thất bên trong và những chi tiết nhỏ được bác chủ cũ rất là cẩn thận bảo dưỡng bảo hành. Nên là xe dù là đời 2006 này nhưng giữ được một cái form dáng này gầm bẹ thì không hề bị mục mọt nhé.
đời 2006 này. Máy số zin không khoan đục, giá chỉ có 225 triệu thôi. 225 triệu cho một em Innova 8 chỗ ngồi, nước sơn màu đen đẹp, không khoan đục đâu ạ. Máy số zin luôn. Tình trạng xe như thế nào thì em Hương sẽ báo cho mình như vậy nhá. Khi mua xe bên em cam kết bằng văn bản đóng dấu đỏ giữa hai bên, hợp đồng mua bán giữa người mua và người bán này, không đâm xô, không ngập nước, chủ mã đầy đủ cho em ạ. Bán tải em có anh ơi, bán tải em có một chiếc Isuzu D-Max đời 2016, đăng ký cuối tháng 12/2017. Anh Hoan Kio nhá, đợi em nhá, em ra đây để em quay bán tải này. Con chào bác, con chào mợ Vũ Thảo Nhi này, chia sẻ lên 100 khách hàng cho em thân đương đi ạ. Bán tải thì em có nhá, em chào bác Mai nhỏ này. Bán tải thì em mới về được một em siêu phẩm Isuzu D-Max, được sản xuất năm 2016 và đăng ký lăn bánh là tháng 12/2017 này. Máy số zin, một dàn lốp mới, sơn si gọi là còn đến 95% là sơn zin luôn. Sơn zin đẹp toàn xe các bác nhá. Hai cầu máy dầu số tự động. Em Hương đang bán chiếc Isuzu D-Max màu đỏ cà rốt này, hay còn gọi là màu đỏ cam, 535 triệu cho chiếc xe Isuzu máy dầu 2 cầu số tự động đẹp, 535 triệu lên màn hình giải trí cam hành trình đầy đủ cho em. Điều hòa của em này là auto tự động cho em ạ. Đây các bác ơi xem này, một dàn lốp mới, lốp sơ cua, lốp phụ đấy, hay còn là lốp sơ cua còn chưa dùng đến cơ, lốp sơ cua chưa dùng đến, xi nhan tích hợp trên gương Isuzu D-Max. Isuzu D-Max đời 2016, đăng ký lăn bánh tháng 12/2017. Tuổi thọ tương đương với 2018 các bác nhé. Tương đương với 2018 này, 535 triệu trên livestream ngày hôm nay. Bác nào quan tâm để luôn cho khách hàng nhà mình bớt 10 triệu đồng trên livestream với giá 525 triệu. Còn khách hàng nào không đủ tài chính, không đủ kinh tế, đưa trước cho em Hương 200 triệu, em sẽ hỗ trợ luôn cái số tiền còn lại cho mình. Đấy, xe rất là dễ dàng khi vào sở hữu xe bên em này. Và bên em khi các bác mua sẽ được quyền lợi gì? Trách hãng là một này, cam kết không đâm xô, không ngập nước, nếu như phát hiện ra lỗi trả xe luôn cho em nhé. Bán tải Isuzu D-Max 535 triệu, hai cầu máy dầu số tự động đẹp đây. Còn nếu như mà thích xe số sàn hoặc số tự động về dòng Kia Rio thì bên đây em có một chiếc xe Kia Rio số tự động đẹp, được sản xuất vào năm 2016 này, nước sơn là màu bạc nhé. Kia Rio số tự động đẹp đời 2016, bản nhập khẩu em Hương đang bán là 395 triệu. Tổ hợp phím bấm nghe gọi chân vô lăng, có ga tay tự động luôn nhé. Màn hình giải trí ghế da hai màu cao cấp, máy số thì cực ngon luôn. Kia Rio đời 2016 xin lỗi này, 395 triệu, nước sơn màu bạc, xi nhan tích hợp chân gương, một dàn lốp còn mới đẹp, la răng thể thao và phanh ABS này, đèn gầm đầy đủ này. Chào bác Hương Phạm, chào bác Vũ Khuyên, chào bác Bảo Thanh, chào bác Hương Phạm, chào bác Trung Nguyễn, chào anh Ân này. Chia sẻ cho em Lê Hương lên nào, chào bác Lê Bá nhé, Bá Lê. Còn nếu như mà tầm 300 triệu hơn một chút, nhô 300, thì em còn có cả một siêu phẩm nữa đây. Một em Kia Rio nhập Hàn nguyên chiếc đời 2015, nhập Hàn nguyên chiếc gốc Hà Nội rồi. Đèn halogen, đèn gầm là đèn bi salon, bản nhập khẩu, động cơ trang bị 1.4. Em Hương đang bán chiếc xe Kia Rio màu trắng này với giá là 325 triệu. 325 triệu cho siêu phẩm Kia Rio đời 2015, số sàn, tổ hợp phím bấm nghe gọi tăng giảm trên vô lăng, màn hình giải trí đầy đủ, túi khí an toàn đầy đủ cho em nào. Kia Rio đây các bác nhé, nước sơn màu trắng đẹp, số máy còn zin đét đèn đẹp cho em luôn. Biển Hà Nội cam hành trình, cam lùi đầy đủ, 325 triệu cho một siêu phẩm Kia Rio. Còn bên đây thì em có thêm một em siêu phẩm i10, i10 biển 37, nhưng điều đặc biệt là trong một dàn i10 màu trắng và màu xám bên em thì em có một em duy nhất là một chiếc xe i10 màu đỏ đẹp, đăng ký đăng kiểm còn đến tháng 10/2023.
Em này thì xi nhan tích hợp ở trên gương. À, xi nhan trên gương, nút mở một trạm thông minh trên cánh cửa, màn hình giải trí, đề lỗ thông minh đầy đủ cho em. 245 triệu cho siêu phẩm i10 màu đỏ đẹp bên em đây ạ. Lên bộ mâm đẹp rồi, nước sơn thì màu đỏ đẹp. Số sàn bản nhập khẩu nhá, đề lỗ thông minh có màn hình giải trí rồi. Đằng sau thì em cũng có một chiếc xe Tucson 5 chỗ ngồi gầm cao số tự động, bản nhập khẩu đời 2010. Em Hương đang bán là 535 triệu cho chiếc Tucson máy dầu đây. Chào anh Lý Văn Dậu này. Anh Dậu ơi, chia sẻ cho em nhé. Đừng quên những lượt chia sẻ cho em Lê Hương nào. Rất là lắng luôn. Tucson 5 chỗ ngồi gầm cao, biển 21, nước sơn màu đen đẹp đây. Form dáng đẹp. Bản này có cửa lóc đầy đủ này. Nhập khẩu số tự động. Em này là một cầu các bác nhé. Em này là em một cầu siêu cấp VIP đây. Bên trong thì có cho em là màn hình giải trí cỡ vừa, vì là bản nhập Hàn sẽ có cả sấy sưởi kính này và có luôn cả sấy sưởi ghế. Có tổ hợp phím bấm trên vô lăng, đề lỗ thông minh, hỗ trợ chống trơn trượt. Và em này là máy eco, đã là máy eco rồi lại còn máy dầu thì cực kỳ là tiết kiệm nhiên liệu cho em. 535 triệu muốn mua xe mà không biết người. Bác Hà Vĩ ơi, đầu livestream và cuối livestream thì em để đều để mặt của em lên để tăng độ uy tín nhé. Đợi em một chút nữa thì em sẽ quay cái mặt của em lên để tăng độ uy tín cho mình này. Đó, các bác cứ vào trực tiếp fanpage Lê Hương Ô Tô Hải Dương của em là sẽ ra cái mẹt của em thôi. Một cô gái vừa cao vừa gầy vừa đen. Bên đây của em còn có một chiếc Nissan này. À, anh Hà Mỹ thì phải, anh Hà Vĩ phải để cho em số điện thoại vào đây kết nối Zalo. Xong là chốt một chiếc xe bên em là có cái bắt tay giao dịch là biết người ngay anh ơi. Một em phân khúc hạng D xịn đây. Em chào bác Yên Bàn này. Một em Nissan Terra phân khúc hạng D, siêu phẩm cấp VIP đời 2009, bản nhập khẩu, số tự động, động cơ trang bị 2.0. Em Hương đang bán với giá là bao nhiêu ạ? 346 triệu đời 2009 này. Phân khúc hạng D đẹp, zin đẹp nhá. Lên màn hình giải trí to đùng vật vã luôn. Đề lỗ thông minh, tổ hợp phím bấm nghe gọi trên vô lăng đây ạ. Và có phanh ABS lên bộ mâm mẹp, một siêu phẩm phân khúc hạng D. Chiếc xe này của em các bác đi thì quá là uy tín luôn. Mặt uy tín đâu rồi em, đợi em một chút nhá. Em đang đội lón mặc áo lắng livestream, giờ có để mặt ra thì cũng chỉ nhìn thấy một cô nào đấy nè. Trông không khác gì là đi cấy đâu anh ạ. Một chút nữa anh nhá. Bên đây thì em còn có một chiếc Captiva này. MC Salon Auto nhé. Là như nào anh Minh ơi? Anh Minh ơi là như nào nhỉ? Captiva đời 2007 này. Các anh mà cứ quan tâm mẫu xe nào thì để lại số điện thoại cho em. Bình luận phía dưới là anh muốn xem bán tải này, muốn xem Captiva hay muốn xem Mazda thì em nhìn thấy em sẽ trả lời tin nhắn của mình nhé. Sẽ trả lời bình luận của mình. Ở đây thì em có một chiếc Captiva, điều đặc biệt là em này là số tự động. Với cái tầm tiền mà hơn 200 triệu một chút thôi, xe 7 chỗ ngồi, thì em có Captiva số tự động, nước sơn màu bạc, xi nhan được tích hợp trên gương. Giá chào bán 228 triệu. Cảm ơn anh ạ. Chia sẻ cho em lên nhá, anh Minh nhá. Em thấy anh Minh này khách hàng mới này. Chắc là mới theo dõi và xem livestream của em Hương này. Chào bác Thiên Nông này. Captiva số tự động đẹp đời 2007, 228 triệu. Màn hình giải trí to như cái con cá chép om dưa này. Như cái đĩa cá chép om dưa, ghế da cao cấp, máy số thì cực êm cho em luôn. 228 triệu có Captiva đi. Không chỉ sở hữu một dàn xe bán tải đẹp thì em còn có rất là nhiều những dòng xe bán tải khác như là đây. Một chiếc bán tải Nissan Navara được sản xuất năm 2017. Bản này cũng là bản nhập khẩu cho em. Số tự động đẹp, động cơ trang bị 2.5. Nissan Navara 535 triệu đời 2017 nhé. Em này thì là một cầu số tự động. Còn em sẽ Isuzu D-Max kia là số tự động 2 cầu. Còn em này thì một cầu thôi. 535 triệu đời 2017 cho siêu phẩm bán tải này. Ghế da cao cấp, mã lực thì cực tốt cho em. Lên màn hình giải trí rồi, đầy đủ cho em nhé. Lên luôn cả thùng thấp. Nếu như khách hàng nào mà mua xe bán tải không có thùng nhá, các bác về làm thùng này phải đi đăng ký đại này, lại còn mất mười mấy 20 triệu tiền làm thùng, thì em lên thùng cao cấp cho mình rồi. Thùng là thùng thấp cao cấp rồi.
Kệ bước chân lên xuống, máy số ngon, mã lực tốt, xi nhan trên gương 535 triệu. Cho em siêu phẩm bán tải Nissan Navara. Một em gái đến từ thủ đô Hà Nội này. Em chào bác Sơn Phạm này. Bên đây thì em còn có một em Kia Forte biển 37 form dáng thể thao. Thiết kế của Kia thay đổi rất là nhiều sau từng mẫu xe. Thì em Kia Forte này với form dáng cực đẹp này. Cụm đèn pha phía trước thiết kế là đèn halogen, có đèn phá xương này. Đèn gầm thiết kế cực kỳ to bản luôn. Đời 2010 bản nhập khẩu Kia Forte số tự động. 5 chỗ ngồi, động cơ là bao nhiêu, cái này là 1.4.6 nhỉ? Kia Forte tự dưng quên mất. Kia Forte 330 triệu đời 2010. Lên bộ mâm la răng đẹp, một dàn lốp mới. Xin nhan tích hợp vào chân gương. Bùi Duy Độ, em có Camry bản nhập đài đời 2009 này. Em đang về, em lấy cực đẹp, giá tốt. Giá chỉ có 420 triệu cho chiếc Camry đẹp bên em nhé. Có Camry anh nhé. Có Camry, có mẹt đầy đủ luôn, có cả Vios luôn. Anh Bùi Duy Độ ơi, để lại số điện thoại cho em. Chiếc Camry thì hôm nay nhà em có cỗ lên nè. Một anh nhà em đã đánh điên cỗ rồi. Vì xong đấy, xe đấy đi thì nó oai. Nó oai về hình thức, anh đã điên cỗ rồi. Anh Bùi Duy Độ để lại số điện thoại cho em nhá. Một chút nữa thì em sẽ gửi cho mình hình ảnh và video chiếc Camry này. Ở đây thì em còn có một siêu phẩm số tự động đẹp với phân khúc tiền chỉ hơn 200 thôi, mà sở hữu được một em CDX bản nhập khẩu nhá. Biển 26 này. Nước sơn màu đen đẹp đời 2009. Động cơ trang bị 1.6 CDX thể thao. Lên bộ la răng dạng phay. Phanh ABS đầy đủ cho em. Các bác nhìn form dáng này. Nhìn form dáng của em cực đẹp luôn. 255 triệu bản nhập khẩu 1.6 này. Bản cửa lock đầy đủ cho CDX sẽ lên cửa lock đề lổ thông minh và màn hình giải trí này. Túi khí an toàn và ghế da hai màu. Chờ mãi không biết mặt anh Hà Vĩ ơi. Bao giờ cái kết nó cũng ở đoạn cuối nhá. Nên cùng em xem hết livestream này rồi em sẽ cho nhìn cái mặt một cái cô bán ô tô. Cái cô bán ô tô một tháng bán đến 30-40 xe. Mà ngày nào cũng livestream rất là chịu khó luôn. Bên đây thì em còn có một em i10 đời 2014, em bản nhập khẩu xe gia đình. Xe gia đình nhập khẩu giá chỉ có 195 triệu, nước sơn màu trắng, xi nhan trên hồng, la răng thể thao đẹp. i10 đời 2014 bản 1.0 nhập khẩu, em Hương em đã bán là 195 triệu. Thôi nhỉ, thế thôi, chào em. Vâng, thế thì em cũng chào anh thôi. Vì em đang live stream mà khách quan tâm nhiều về xe chứ không quan tâm nhiều về mặt và người bán anh ạ. Vì đầu live stream hay cuối live stream em cũng lên mặt rồi. Tập trung vào live stream để các bác còn đang quan tâm mẫu xe nào thì đang muốn để mình nói trực tiếp cho các bác dễ hiểu này. i10 với nước sơn màu xanh đẹp đời 2016 bản nhập khẩu em đang bán đây ạ. 225 triệu cho chiếc xe i10 màu xanh. Máy số cực ngon, nước sơn màu xanh mắt nhá, lên màn hình giải trí rồi. 225 triệu cho siêu phẩm i10 đời 2016 số sàn bản nhập cho em, động cơ 1.0. Bên đây thì em còn có một chiếc xe Hyundai Sonata đời 2009, giá chào bán là 288 triệu. Số tự động đẹp bản nhập khẩu nhá, bản này là bản 2.0. 288 triệu, 7 chỗ thì em rất là nhiều máy xăng. Nhưng máy dầu chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi. Kia Rio Zondo, Kia Zondo máy dầu, 7 chỗ ngồi máy dầu, nước sơn màu trắng đẹp này. Giá chào bán 468 triệu đời 2014. Bản lắp ráp trong nước, động cơ trang bị 1.7 số tự động đẹp, 7 chỗ ngồi. Gương kính thì cụp chỉnh auto đầy đủ cho em nhé. Màn hình giải trí đề lổ thông minh, lên bộ mâm rất là đẹp. Đèn pha phía trước là đèn halogen kết hợp với đèn led này. Đèn gầm đầy đủ 468 triệu. Chào bác Đặng Đình Thúy, chào bác Trung Nguyễn, chào bác Triều Nguyễn này. Đừng quên những lượt like và những lượt chia sẻ cho em nhé. Đừng quên những lượt like và những lượt chia sẻ cho em. Nếu như mới lấy bằng tay lái còn lon, nếu như cổng nhà mình quá to không thể vào được những mẫu xe to, thì em có một em Sờ Bắc đời 2009, nước sơn thì là màu đỏ đẹp này. Giá chào bán chỉ có 93 triệu. Trên livestream này của em dù là xe cỏ ạ, nhưng em vẫn bớt cho mình 8 triệu đồng chiếc xe này. Còn bao nhiêu? Còn 85 triệu.
93 còn 85 triệu cho em sờ bắc tập lái này. Nhà bác nào cổng bé vợ mới lấy bằng tay lái còn lon thì đi sờ bắc cho em đi. Còn nếu như mà để đi ổn định lâu dài thì các bác có thể đi cho em một chiếc xe Kia Morning. Lước sơn là màu vàng đẹp, lên bộ la răng thể thao. Đời 2016 mà giá chỉ có 215 triệu cho chiếc xe Kia Morning. Lên màn hình giải trí to đùng vật vã nhé. Vô lăng thiết kế hai chấu này, ốp bên ngoài là cái áo da là giả như là da rắn, rất là đẹp luôn. 215 triệu cho chiếc xe Kia Morning màu vàng đẹp đời 2016. Đi gia đình hay là bà xã đi đều ok cho em này, lên la răng rất là đẹp luôn. Còn nếu như máy dầu công trình công trường thì em có hai chiếc Isuzu. Isuzu máy dầu 140 triệu đời 2003. 8 chỗ ngồi đấy ạ. Isuzu Highlander máy dầu đời 2006, 7 chỗ ngồi. 160 triệu. 7 chỗ ngồi thì em còn có cả một chiếc xe Mazda Fremacy đời 2003. Động cơ 1.8 em đang bán là 162 triệu 7 chỗ ngồi các bác nhé. Số tự động đẹp này. Còn nếu như số tự động mà tầm trên 200 mua cho bà xã thì em còn có một chiếc xe Kia Morning đời 2010. Kia Morning bản nhập khẩu đời 2010 em Hương đang bán là 235 triệu. Màu vàng zin đẹp, biển 88 Vĩnh Phúc. Đèn pha ốp hết mạ chrome rồi, máy số thì ngon. Lên bộ la răng thể thao, xin nhan trên gương. Bà xã nhà mình mà đi chiếc xe này đưa đón con đi học, chở ông bà đi khám chữa bệnh rất là ok cho em này. Máy số ngon, siêu tiết kiệm nhiên liệu. Kia Morning đời 2010, 235 triệu ạ. Chào bác Ngọc Lệ này, chào bác Nguyễn Thị Ngọc Thúy, chào bác Ngọc Lan. Đừng quên những lượt like và những lượt chia sẻ cho em Lê Hương lên trang cá nhân và hội nhóm giúp em. Bác nào mà thích đi Vios dòng lồi đồng cối đá phá không hỏng thì em có một chiếc xe Vios với lớp sơn màu đen, được sản xuất năm 2010, em Hương đang bán là 206 triệu. Trên livestream ngày hôm nay thì em không để cái lẻ nữa, cắt luôn. Còn 200 triệu cho chiếc xe Vios này, lên bộ mâm la răng tăm rất là đẹp luôn. Vios thì em đang có hai chiếc đời cao, chiếc vừa rồi em quay là 2019 số tự động. Còn chiếc Vios này là 2016, em này là số sàn 355 triệu. Bên cạnh những chiếc xe đấy thì em còn có những chiếc xe số tự động giá rẻ này. Tuy là giá rẻ nhưng mà máy số thì cực ngon và không đâm xô, không ngập nước. Một em siêu phẩm ghét số tự động đời 2007 bản nhập Hàn. Em Hương đang bán là 188 triệu cho siêu phẩm ghét số tự động đây. Với nước sơn màu vàng đẹp. Nước sơn là màu vàng đẹp nhá, màn hình giải trí đầy đủ rồi. Số tự động đẹp, 5 chỗ ngồi, có xe ghét nhập Hàn đi, sấy sợi kính, sấy sợi ghế, máy số thì cực ngon. Xe DX thì em về rất là nhiều màu đen, nhưng mà về để có màu xanh xám như thế này, xanh thám đá nhé. Xe DX biển 28, màu xanh xám đá, đời 2009, bản nhập khẩu. Em Hương đang bán là 248 triệu. 248 triệu cho siêu phẩm xe DX đời 2009 này. Lên cho em đề lổ thông minh, ghế da hai màu, số tự động đẹp và có luôn cả cửa lóc nhé. Đầy đủ cửa lóc cho em này, giá chào bán bao nhiêu? 248 triệu. Bên đây thì em cũng có một chiếc xe nữa đây. CDX được sản xuất vào năm 2009, à 2010, em này 2010 rồi. 2010 đăng ký 2011, giá chào bán 260 triệu. Cho siêu phẩm CDX đây ạ. Còn bên đây thì em có một chiếc Y10 biển 35, động cơ 1.0, em này là số sàn nhập khẩu đời 2014. Thực chất ra thì em này sẽ là một chiếc xe Y10 bản thiếu. Em này là một chiếc xe Y10 bản thiếu các bác ạ. Lên màn hình rồi. 225 triệu bản nhập khẩu. À 215 triệu đời 2014 bản nhập khẩu này. Em này là bản thiếu, xi nhan trên hông này. Lên bộ la răng đẹp rồi, phanh đĩa đầy đủ cho em. 215 triệu cho chiếc xe Y10 gia đình đời 2014 đây. Biển 35 nhá. Nhấc máy lên đi ạ, gọi cho em Lê Hương có hotline 0354602790 để được em Lê Hương tư vấn nào. Chào bác Phượng Đồ Cổ này. Chào bác Nhiễu Nguyễn này. Chào bác Hải Trần. Bên đây thì em còn có chiếc Captiva nhá. Em có 4 chiếc Captiva. Captiva số sàn đời 2007. Em Hương đang bán là 210 triệu cho chiếc Captiva này.
Captiva thì em có 4 chiếc này đều là 210, 215 triệu thôi. Giá cực cực mềm luôn. Giảm cao em ơi. À gầm cao ạ. Gầm cao thì em có Tucson gầm cao này, Eco Sport gầm cao này, và CRV gầm cao này. Anh Phượng đầu cổ, em có Tucson đời 2010, máy dầu một cầu số tự động. Em Hương đang bán là 535. Eco Sport 2018 form dáng mới, có cảm biến trước và sau, cũng là 535. CRV đời 2009 số tự động em đang bán là 408 này. Để lại số điện thoại cho em nếu như mà quan tâm về bất kỳ một cái dòng xe nào bên em, thì để lại số điện thoại cho em. CRV đi em, ok anh luôn. Một siêu phẩm CRV được sản xuất năm 2009, số tự động đẹp. Bản này có cửa lock và rất là hiếm khi một chiếc CRV đẹp mà còn giữ được máy số zin như chiếc em CRV của em đây. Máy số rin, lên đèn bi salon to, đèn halogen, đèn gầm cũng là đèn bi salon, hai mắt cảm biến va chạm phía trước. CRV đời 2009 số tự động bản 2.0. Em Hương đang bán là 408 triệu. Vì anh đồ cổ nè, anh Phượng Vũ đồ cổ theo dõi em Hương rất là lâu rồi. Nếu mà để giá cho em, à để lấy xe này, em sẽ để cho anh một chiếc xe này với giá 400 triệu tròn. Bao rút hồ sơ cho anh luôn. CRV đây ạ. Số tự động đẹp, có căn chỉnh làn đường, điều hòa auto đầy đủ cho em nhé. Màn hình giải trí lên rồi. Cửa lóc rất là xịn sò, thanh niên trẻ đẹp này. Một dàn nội thất ghế da zin. Theo năm tháng thời gian thì có một chút gì đấy là hơi xuống cấp một chút, nhưng mà vì máy zin nên các bác nhìn này còn đẹp chán này. Một dàn lốp mới này. CRV đời 2009 408 triệu trên livestream ngày hôm nay 375 triệu. Nói chung là với cái giá mà em nói ra là em để bán, còn cái giá mà anh nói ra thì mình không thể là bắt tay mà giao dịch thành công được anh ạ. Bớt nhiều như vậy thì không bắt tay được, phải lên chút nữa đi anh ơi. Kết nối Zalo cho em có hotline 0354602790 thì em Hương mới làm việc được cho mình. Còn bớt trên livestream từ trước đến giờ, kể cả khách đến trực tiếp xem xe, thiện chí mua xe bên em, em đã để cho mình cái giá rất là đẹp. Nói là để bán chứ không phải nói là để nói thách, để hai bên mà cả cò kè đúng không anh. Nên là giá mà em đã bớt cho anh trên livestream là bớt giá lét rồi. Nếu như thiện chí đến xem xe thì em đổ cho anh bình xăng về đến tận cửa nhà mình luôn. Bác Phượng đồ cổ nhá, để lại số điện thoại cho em, lên một chút nữa thì mình mới giao dịch được nhá. Bên đây thì em có một em siêu phẩm i10 biển 37 nước sơn màu trắng đẹp. i10 nhập khẩu bản đủ 1.2 số tự động đời 2015, giá chào bán 328 triệu. Em này là bản đủ này. Bản đủ sẽ có tùy tổ hợp phím bấm trên vô lăng này, màn hình giải trí này, phanh ABS xi nhan trên gương và nút mở một trạm thông minh trên cánh cửa. i10 đời 2015 nhập khẩu số tự động 328 triệu. Nước sơn thì màu trắng đẹp, đi gia đình hai vợ chồng cùng đi rất là ok luôn cho em nhé. Biển là biển 37 này. Em chào anh Nguyễn Văn Tuyên này. Anh Phượng đồ cổ chia sẻ lên cho em đi ạ. Giảm thế là không bán được đâu, làm sao mà vào việc được giảm nhiều thế. Bên đây thì em còn có một em VinFast Farin đời 2019. Số tự động đẹp, em này thì lên hết rồi. VinFast Farin này thì lên độ full đồ rồi. Màn hình giải trí, túi khí an toàn, tổ hợp phím bấm nghe gọi trên vô lăng, lên luôn đè lỗ này, lắp lipo, cửa lóc đầy đủ cho em. Em này mà đi các bác nhá, các bác mà đi em này đạp nhẹ chân ga thôi thì lưng sẽ dính vào ghế rồi. VinFast Farin đời 2019, tổ hợp phím bấm khẩu lạnh trên vô lăng, hỗ trợ chống trơn trượt, màn hình giải trí đầy đủ cho em. 340 triệu trên livestream ngày hôm nay, bớt luôn 10 triệu đồng cho khách hàng nhà mình. Chỉ còn 330 triệu để khách hàng nhà mình lấy động lực mua về tặng bà xã này. Lắp hết cả lipo, cam hành trình, cam lùi đầy đủ. Nước sơn thì màu trắng zin đẹp, máy số zin, bao test hãng toàn quốc cho em. VinFast Farin 340, còn 330 triệu. Anh kiếm con tiết kiệm gầm cao em ơi. CRV là một trong những dòng gọi là tiết kiệm rồi. Nói chung là đã là gầm cao thì ít nhất là phải từ 1.7 đến 2 chấm thì đi nó với đủ được cái mã lực để tải được cái con gầm cao anh nhé. Nói chung là tầm đấy là vừa rồi, không bị tốn xăng nhiều đâu anh ạ. Em chào anh Nguyễn Văn Tuyên này.
CRV, anh phải hình dung bây giờ anh bắt nó cõng từng đây người, thân nó to, người nó già như này thì chắc chắn nó sẽ phải ăn tốn hơn những em mà bé bé xinh xinh đúng không ạ? Em này thì là đời 2009 bản 2.0, có căn chỉnh làn đường, hỗ trợ chống trơn trượt đầy đủ cho em. Máy số là zin đẹp luôn anh nhá. Em đã nhìn thấy số điện thoại của anh rồi. Kể cả như chiếc xe Innova số sàn nó cũng phải, nó cõng nhiều người nó cũng phải ăn 2 chấm. Innova số sàn cũng phải ăn 2 chấm. Mà số tự động đẹp cũng chỉ có 2 chấm thôi thì là nó vừa phải anh nhá. Xe RV đây ạ. Siêu phẩm này, máy số zin. Uống nước luôn tụi các bác ạ, lắng lóng quá. Còn ở đây thì em còn có một em Corona nồi đồng gối đá đời 2010 số tự động. Em này cũng là 2.0 này. Em Hương đang bán là 395 triệu. Trong buổi báo giá ngày hôm nay em này rất là xinh gái nhá. Nồi đồng gối đá mà Corona ăn tít tiết kiệm đây. Nhưng mà hơi hơi ế chồng. 395 còn 385. Cho khách hàng nhà mình em chào bác Trương Hường này. Còn Hyundai Avante thì em có một chiếc màu đen lên bộ la răng dạng như là xe cấp cao các bác nhé. Hyundai Avante đời 2014 số sàn động cơ 1.6 em Hương đang bán là 279 triệu. Tổ hợp phím bấm nghe gọi trên vô lăng, màn hình giải trí rồi điều hòa auto mát lạnh. 279 triệu cho chiếc xe Hyundai Avante đây ạ. Nước sơn màu đen đẹp. Em này là biển bao nhiêu? Biển 34 bánh đậu xanh cho chiếc xe Hyundai Avante. Nghỉ thôi em. Chắc là em cũng xin phép là lốt con này em cũng nghỉ này. Chào bác Vũ Lam Long này. Một em CDX nhưng mà em này đặc biệt hơn, em này bản full đồ. Đời 2010 full đồ nhập khẩu. Có ga tay tự động cruise control nhá. Những dòng chiếc xe CDX kia thì không có ga tay. Riêng em này có ga tay này. 265 triệu cắt luôn 260. Vẫn bao rút hồ sơ, khách hàng đến xem xe vẫn tặng quà thêm mang về. CDX bản ga tay tự động cửa lóc nhập khẩu đây ạ. 260 triệu. Vừa rồi thì em Lê Hương đã báo giá rất là nhiều những dòng xe đang được chào bán bên em này. Santa Fe Gold máy dầu cũng có này. 5 chỗ ngồi gầm cao số tự động có này. Y10 số tự động, số sàn nhập Hàn đủ thiếu em đều có. Và về thêm Hyundai Accent. Accent đời 2018 số tự động đẹp từng con ốc. Vios số tự động bản G điều hòa auto. 495 triệu. Accent là 475 triệu. Em chào anh Hồ Ca này. Tên rất giống với tài tử Hồng Kông đẹp dai đúng không ạ? Chào bác Hồ Ca nhé. Còn bây giờ thì em sẽ quay mặt của em để tăng thêm độ uy tín đây. Các bác cứ bảo là phải xem mặt người bán thì em đây nhé. Những bác nào mà mới xem livestream của em thì em Hương xin tự giới thiệu. Em là Lê Hương ô tô Hải Dương, chuyên mua bán và trao đổi tất cả những dòng xe ô tô đã qua sử dụng. Nếu như bác nào mà quan tâm về mẫu xe nào bên em thì để lại số điện thoại cho em. Nhân đây thì em cũng nói luôn, nếu như bác nào bảo là bán ô tô nhàn lắm thì các bác nhìn em này, không khác gì mặc áo loang, ướt đẫm mồ hôi luôn, các bác nhìn này. Nếu như bác nào mà quan tâm chiếc xe nào bên em thì để lại số điện thoại cho em nhé. Một cô gái rất là ngoan và chịu khó, ngày nào cũng live stream từ khung giờ 11:30 đến 1 giờ chiều hoặc đến 12:30 thì ngày nào em cũng live. Nên bác nào quan tâm mẫu xe nào thì để lại số điện thoại cho em này. Em chào anh Long Sorry này. Nhấc máy lên và alo cho em Lê Hương có hotline 0354602790. Và đừng quên rằng bên em rất là nhiều những dòng xe, từ dòng xe cỏ đến dòng xe lướt, những dòng xe thông dụng như Accent, Vios, Y10, Kia Morning và những dòng xe như Innova 7 chỗ ngồi. Và đang về thêm một mẫu xe Xpander. Nếu như ai mà đang xem được buổi báo giá này của em mà anh em người nhà có hỏi rằng đang muốn mua một chiếc xe Xpander số tự động chạy gia đình hay dịch vụ thì nhớ là hãy giới thiệu cho em Hương nhé. 0354602790. Địa chỉ bên em 51 Thanh Xá Liên Hồng, thành phố Hải Dương. Còn bây giờ thì em xin phép được đi dùng cơm đây, chưa ăn cơm các bác ạ. Em chào bác Phương Phạm nhé, vào hơi muộn rồi. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả khách hàng thân yêu vào những buổi báo giá tiếp theo ạ.